Khi cây trồng cho trái to bằng hạt đỗ hoặc to hơn, nhiều cây trồng cho trái to gần cho thu hoạch vẫn có hiện tượng rụng trái hàng loạt trên cây. Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục cây bị rụng quả nhé. Nguyên nhân thứ nhất đó là do điều kiện thời tiết. Khi trồng cây ăn trái thường gặp nhiều bất lợi như hạn hán, mưa lũ, sương muối, độ ẩm cao, v.v. là những nguyên nhân gây ảnh hưởng nặng đến năng suất cũng như chất lượng đối với cây trồng. Khi cây cho ra quả gặp thời tiết như nắng nhiều, cây không đủ lượng nước cung cấp cho cây trồng dẫn đến cây bị khô hạn và héo trái non và dẫn tới hiện tượng rụng quả non hàng loạt trên cây trồng. Khi thời tiết mưa phùn nhiều, ẩm độ đất và không khí lên cao, cây trồng lúc này dễ bị sâu bệnh hại tấn công và ảnh hưởng đến trái làm rụng trái non. Nếu không có biện pháp kịp thời, một số cây ăn trái có thể rụng toàn bộ trái non trên cây, gây thiệt hại nặng đến kinh tế. Ngoài ra, đối với một số cây có bộ rễ ăn nông dưới lòng đất, khi gặp thời tiết mưa nhiều, ẩm độ dưới đất cao, lượng nước đọng lại, luôn gặp tình trạng ngập nước, đất không thông thoáng, lượng oxy thấp, hoạt động của bộ rễ bị ảnh hưởng, khi đó bộ rễ dễ bị thối hỏng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Nguyên nhân thứ hai là do yếu tố dinh dưỡng. Việc chăm sóc cây trước thời điểm cây ra trái và sau khi ra trái, đặc biệt là bón phân đúng kỹ thuật cho cây là điều kiện kiên quyết giúp đạt năng suất và chất lượng trong vụ mùa đó. Khi bón phân không cân đối, thừa các nguyên tố đa lượng và thiếu các nguyên tố vi lượng sẽ khiến cây hấp thụ dinh dưỡng, không đảm bảo dẫn tới cây bị rụng trái non. Khi cây thừa các nguyên tố đa lượng sẽ dẫn tới cây phát triển lộc non và bật lộc, lúc này cây trồng nuôi dưỡng cả lộc non và trái non, dẫn đến lộc non cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Cây chỉ tập trung nuôi lộc non trên cây, cùng với đó trái non trên cây không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, dẫn đến cuống quả yếu dần và rụng xuống. Nguyên nhân thứ ba là do sâu bệnh hại tấn công cây trồng giai đoạn ra hoa đậu quả. Khi cây đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả mà có hiện tượng sâu bệnh hại tấn công thì thật đáng lo ngại đối với hoa và trái non lúc này. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cũng như năng suất trái ngay từ thời điểm ban đầu. 2. Biện pháp khắc phục. Để khắc phục hiện tượng rụng trái non cho cây trồng, ngoài biện pháp kỹ thuật canh tác, cần chú trọng đến việc phòng rụng trái non cho cây trồng. Thứ nhất, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Khi bón phân cho cây trồng cần chú ý đến lượng phân bón cân đối để đảm bảo cây được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng đa lượng, trung vi lượng. Ngoài việc bón phân hóa học, bạn cần bón bổ sung thêm phân hữu cơ cho cây và đất như phân chuồng ủ hoai mục, phu viết, kali humat, bổ sung thêm bo, canxi, v.v. hoặc các phân vi sinh có chứa các bào tử nấm có lợi cho đất và cây trồng. Tùy thuộc vào từng loại cây và tuổi cây mà có lượng phân bón phù hợp. Thứ hai, cần có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tấn công cho cây. Khi chăm sóc cây trồng bạn cần thường xuyên thăm và theo dõi vườn theo từng giai đoạn của cây. Nếu có hiện tượng cây bị sâu bệnh hại tấn công, cần có biện pháp xử lý kịp thời để tránh tình trạng cây ra trái bị sâu bệnh hại làm rụng hoa và trái non trên cây. Thứ ba, cần hạn chế cây nảy lọc non vào giai đoạn cây nuôi trái. Để hạn chế được cây trồng ra lọc non, bạn cần có lượng phân bón cung cấp cho cây vừa và đủ. Cân đối, không nên bón dư thừa các nguyên tố đa lượng cho cây. Nếu cây ra lọc non lúc này bạn nên sử dụng các chất gây ức chế lọc non, chặn chồi lọc phát triển trên cây trồng như unicozone, giúp cây chuyển sang giai đoạn sinh trưởng sinh thực, tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng với nồng độ hợp lý, phù hợp với từng loại cây trồng. Lưu ý, khi sử dụng các chất ức chế sinh trưởng nên phun vào chiều mát hoặc vào ngày thời tiết mát mẻ. Thứ tư, sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng để hạn chế hiện tượng rụng trái non. Bạn có thể sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng để xử lý hiện tượng rụng trái non hoặc phòng hiện tượng này. Lưu ý, bạn nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng được cơ quan chức năng khuyến cáo nên dùng, không lạm dụng quá nhiều các chất điều hòa sinh trưởng lên cây làm ảnh hưởng đến cây.